Các bạn có thể thấy đây là một trong những đoạn giao cắt hiện đại nhất ở thủ đô. Đoạn này là các bạn có thể thấy một cái đường trên cao phía bên trên kia, cầu vượt và đường trên cao. Các bạn đứng trên cao đấy, nếu mà cao so với tòa nhà thì lên đến 10 tầng ấy, cao khoảng hơn 10 tầng nhà bình thường. Và bên dưới kia là một cầu vượt rồi, được cầu vượt lên trên cầu vượt, cả đường bên dưới này nữa. Các bạn thấy là một cái cảnh rất là hiện đại. Đoạn này chúng ta phải dừng đèn này. Tuy nhiên nếu mà đi ở trên kia thì sẽ phút một cái qua đoạn nút giao này luôn. Đây một đoạn trong ngày xưa khá là ùn tắc, nên bây giờ đi thoải mái. Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại đang có mặt ở phía Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, dưới chân cầu Vĩnh Tuy đi xuống và bắt đầu của điểm của đường lên dẫn vành đai 2, đường trên cao, và điểm kia là đến ngã tư Sở. Đi lên trên đấy là chúng ta đi một mảnh thành ngã tư Sở luôn mà sẽ không phải dừng đèn xanh đèn đỏ. Tuy nhiên đường chỉ dành xe ô tô thôi các bạn, không thể đi xe đạp, xe máy đi bộ được. Thì ở phía bên trên bắt đầu điểm cầu kia chúng ta có thể thấy là có biển cấm. Đây bạn sẽ thấy đủ hết các biển cấm và tương với đó có thêm cả biển giới hạn tốc độ 80 cây số. Giới hạn tốc độ 80 cây thì cũng khá là nhanh rồi, bởi vì chúng ta đi ở bên dưới này chắc chỉ đi được 20 cây. Nhất là cái lúc mà đang tắc đường như thế này, ùn tắc như thế này thì chắc chúng ta chỉ đi được 10 cây số một giờ, 15 cây số một giờ thôi. Hôm nay là một buổi sáng, bây giờ là tầm 9 rưỡi, 10 giờ. Như bình thường giờ này là đường sẽ thông thoáng hơn. Em không hiểu sao hôm nay đường lại khá là tắc hơn, tắc muộn. Sớm thì tắc rồi nhưng bây giờ muộn vẫn hơi tắc một chút. Nên chúng ta có thể thấy là chỉ bị tắc một chút ở cái đoạn giao cắt với cả Tham City thôi. Còn lên đoạn này đường thông thoáng hơn. Lên xe này đường thông thoáng hơn, các bạn có thể thấy là ở phía bên chúng ta đi đây có 4 làn đường lớn, bên kia có 4 làn đường nữa, cộng cả đường ở trên cao này thì cái cung đường này khó mà có thể tắc được các bạn. Nó chỉ bị ùn ở một cái đoạn giao cắt cái chỗ đoạn Tham City lúc nãy thôi. Bạn thể thấy là hai bên đường đang có rất nhiều cờ. Cờ này là cờ của Phật giáo hoặc là cờ của lễ hội nha các bạn. Bởi vì bây giờ đang đến vào dịp đại lễ Phật Đản, không chỉ ở đất nước ta mà còn nhiều nước trên thế giới. Chỗ này là đoạn cầu Mai Động. Đây một tòa nhà cao tầng đoạn cầu Mai Động. Bên tay trái kia là Tam Trinh, còn phía bên tải chúng ta thì là Kim Ngưu.
Đây là chuyến xe buýt điện nha các bạn. Bạn thể thấy là đường vành đai 2 trên cao, nhìn ở bên dưới lên rất là hiện đại, rất là đẹp. Con đường Minh Khai được xây dựng kết hợp với cả phía bên trên đường vành 2 trên cao kia. Bây giờ đi lại giao thông rất là thoải mái, thuận tiện. Ngày xưa con đường này đi rất là khó khăn. Ta đang ở 189 Minh Khai. Bạn có thể thấy là cái đường cong rồi là các đường ống, đường trụ rất là đều và đẹp tăm tắp. Bầu trời hôm nay cũng khá là trong xanh nên chúng ta có thể nhìn rõ được hình ảnh cây cầu. Để chúng ta tham quan thì chúng ta đi ở bên dưới này, chúng ta sẽ tham quan được cái tuyến đường này nhiều hơn là chúng ta sẽ đi ô tô ở bên trên kia. Bởi vì khi chúng ta đi bên trên kia, chúng ta nhất đi tốc độ cao, thứ hai là chúng ta chỉ thấy đường thôi. Và bạn còn thấy quả vách ngăn kìa, nên chúng ta sẽ không thấy gì nhiều trên đó cả. Và giao thông thuận tiện đi nhanh thôi. Còn chúng ta nhìn, từ phía dưới này lên thì sẽ rất là đẹp, để cô quan sát được toàn cảnh. Chúng ta đang đi đến những cái đoạn số đếm Minh Khai nhỏ hơn rồi. Bây giờ là chỉ còn số 63 thôi. Và sắp hết đường Minh Khai rồi. Khi cái tuyến đường này được xây dựng mở rộng ra cũng như là kết hợp với cả mặt đường ở bên trên kia thì chúng ta cả đi bên dưới này cũng sẽ nhanh hơn ngày xưa rất nhiều. Đây là đoạn giao cắt với Bạch Mai. Ở phía bên đường các bạn có thể thấy là có một số nhà vẫn đang triển khai xây dựng hoàn thiện. Bởi vì ngày xưa khi tuyến đường này mở rộng ra thì sẽ có một số nhà sẽ phải cắt bỏ, nhưng có một số nhà sẽ lại ra bên ngoài, chủ họ có thể mua đi bán lại mảnh đất đó, cũng như là chưa xây dựng bây giờ họ mới bắt đầu xây dựng. Hoặc là các vết cắt, các bạn có thể thấy bên kia những tòa nhà đang có những vết cắt vẫn còn để nguyên thế. Đấy, chúng ta có thể thấy đến đây có một nút giao Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Nguyễn An Ninh. Có lẽ đây là đường Nguyễn An Ninh. Để chúng ta lên xem phải đường Nguyễn An Ninh không hay là đường đường khác. Trần Đại Nghĩa các bạn. Giao qua đoạn Trần Đại Nghĩa. Đoạn này được chuyên này vẫn buôn bán chợ nhỏ. Kia là hướng Giải Phóng đi lên.
cây cầu vượt bắt đầu từ đoạn này bắt đầu nhô cao lên, cao vút lên bên trên này, đi sang bên kia nhà cao tầng như kia mà. Đấy, các bạn có thấy là ngang với cả cái tòa nhà thôi, nhà này phải ngang tầm đấy các bạn, thì chúng ta có thể đếm được cái nhà bao nhiêu tầng và chúng ta sẽ biết được cái khoảng cao bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hơn 10 tầng các bạn. Cầu Vĩnh Tuy xe ô tô các bạn. Ở đây có hệ thống đèn cảnh báo bằng năng lượng mặt trời. Ô tô đi lên trên kia, đi đến Vĩnh Tuy rất nhanh. Trên Vĩnh Tuy đấy, Minh Khai đấy, sẽ bị ùn một đoạn ở cái Tham City. Tuy nhiên là sau đó chúng ta sẽ lên cầu Vĩnh Tuy, sẽ đi rất nhanh. Cầu Vĩnh Tuy 2 sắp xây xong nữa rồi. Giao cắt rất hiện đại, rất là rộng. Ở đây người ta đang trồng một số cây, một số hoa. Một số cây hoa ở đây lúc nào cũng được ở bên trên cầu. Mát. Đại La rồi các bạn. Ở đây chúng ta vẫn nhìn thấy bên trên kia có một tấm biển giới hạn tốc độ 80 cây. Đường vành đai 2, 100 cung đường triển khai xây dựng hoàn thiện rất là nhanh. Các bạn thấy đây có một số nhà đang lộ vết cắt từ ngày trước. Đây nhà này cũng đang lộ vết cắt từ trước. Một số nhà đường ngày xưa khá hẹp và khổ, giờ khá là rộng. Đến 124 Minh Khai. Bốn làn đường hỗn hợp từ đoạn đầu, em không để ý là có bảng phân chia làn đường không, nhưng em thấy là mọi người đang đi hỗn hợp. Lấy đầu 2 thì thấy
cong rất là đều và mềm mại. Đến đoạn Mai Động. Kia chính là cầu Mai Động rồi các bạn. Rộng rãi. Đây những cửa hàng. Tuy nhiên từ ngày em thấy mở rộng đường những cửa hàng có vẻ vắng vẻ hơn. Nhà đã đi gần hết cái đoạn đường trên cao rồi. Đường trên cao đang thuần đi xuống đoạn đến Thang City đi xuống. Cầu đường trên cao đang đi xuống. Điểm này điểm Minh Khai Tham City. Bên kia cầu Vĩnh Tuy.